Xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường mang tên Nguyễn Bình ở khu Nhà Bè nè ha. Và con đường này thấy rất là đẹp, rất là rộng. Ở ngay chỗ này có cầu mang tên cầu Bà Chim Một. Ở đây có cái kho vật liệu xây dựng cát đá nè, quá trời lớn hả. Và chiều nay thì mình anh chị và các bạn cùng đi khám phá khu Nhà Bè nha. Con đường Nguyễn Bình thì ngày trước mình lên TV cũng có đi, nhưng mà nó không đẹp như bây giờ. Con đường Nguyễn Bình ngày nay rộng rãi, được làm lại khá là cao ráo. Dòng sông ở Nhà Bè này mát mẻ kìa. Ở đây lâu lâu xuống đây chơi thì được. Nếu mà chúng ta ở quen những cái khu đô thị đông đúc, ồn ào, náo nhiệt thì nếu mà ở đây thì hơi buồn. Thấy vậy chứ ở đâu quen đó. Ở đây thời gian thì sẽ thấy khác liền. Còn mình đi cái hướng này là đi lên đường Lê Văn Lương. Nắng quá hả? Nắng nó chói camera quá. Mỗi khi mà mưa hay là nước lên gì đó là ở con đường này ngày xưa là ngập dữ lắm, không biết giờ thì sao đó. Nên thành ra những ngôi nhà mà xây sau này đó, người ta làm cái nền, có cái nền cao cả mét đó, là xe chạy lên không được luôn, phải vừa lên ga vừa đẩy. Nhà không cao nhưng mà cái nền là phải cao ha. Đường ở đây chắc lẽ là còn ngập dữ. Có những khu, những nhà thấy rất là yên bình ha. Mái nhà tôn với khu vườn, khu đất trồng gì đó, thích dễ sợ. Cho thuê nhà, mỗi nhà này bự như vậy cho thuê ở đã luôn á. Đây là hẻm 670 mấy. Ở ngày trước lên TV đi ngang đây thì cũng có mấy khu đất trống trống, biệt thự 676. Phải để cho thêm chữ biệt thự nó mới chịu. Như nhà người ta bự quá. Nhiều khi không để chữ biệt thự thì tưởng đâu đó là nhà thường đấy. Phải để chữ biệt thự vô nè. Ở bên kia cũng có mấy dãy nhà giống như người ta xây để cho thuê phòng trọ đó. Nhà này cũng thuộc nhà phía sau nhà là khu là con sông. Đây là dài, ở đây nhà nào đất cũng lớn hết trơn. Ở bên đây có con rạch nè, con rạch này nước phù sa ha, nhìn thấy nó cũng sạch chứ không phải là nước đen. Ở trong là rừng dừa nước, không biết rừng luôn hay là có nhà người ta không á. Này thấy bích chịch luôn rồi, chắc không có nhà rồi. Khu này là rừng luôn rồi á. Còn có nhà bên kia đẹp quá kìa. Nó giống như một cái khu dự án mới hay sao.
có một con đường nhỏ nhỏ để vô. À, để mình đi xem bản đồ coi mình đi đường này là đi tới cuối đường là đường gì quên rồi. À, cuối đường này là đào Sư Tích. À, cuối đường là đào Sư Tích luôn ha. Là xa lắm á, con đường này là đường dài lắm á. À, sau lưng là nếu mà đi cuối đường á, sau lưng là ngay bến phà phà Bình Khánh luôn á. Nhưng mà được cái con đường này nó có hai hàng cây hai bên nè. À, nhưng mà sau mùa này cái lá nó muốn rụng hết trơn. Đó, đẹp ghê, con đường hai hàng cây nó phủ qua đường luôn á. Bạn nhỏ đó mà nó chạy ghê. Xe rim mà chạy tốc độ kinh hoàng. Tốc độ bàn thờ luôn. À, đối với nhiều của chú anh chị thì khi mà đi những con đường này thì cảm giác nó buồn ngủ, trời ơi. Nó kiểu nó êm đềm, nó vắng vẻ. Ở bên đường tôi đi mà đường này mà không có quay, không có nói gì á là ngọn hồi vừa chạy xe vừa buồn ngủ luôn á. Xe máy mà còn buồn ngủ thì xe hơi buồn ngủ bạo nữa. Vừa có máy lạnh mát, điêu hiu hiu. À, đường này người ta để bảng cho thuê mặt bằng cũng quá trời á, nhà nào cũng bự không à. Ủa, chiều nay nước lên khu xóm hẻm là thấy nước cũng muốn sang bằng rồi đó. Chiều nay tôi đi cái hướng này bị nắng chiều nó chói nên thật ra khó coi thiệt. Không biết trong hình ảnh thì anh chị xem như thế nào, hình ảnh trên màn hình camera là thấy tối thui à. Ở trên thì chói mà dưới thì tối. À, đường sông yên bình không, hai bên có hai khu xóm, có mấy chiếc ghe người ta sống ở trên ghe luôn á, nhà làm nhà du mục. À, buổi chiều thì đỡ nóng hơn so với buổi trưa. Ừ, nhưng mà chói, bị chói camera. À, đáng lẽ là khung cảnh nó sáng đẹp lắm, nó phải chĩa xuống đường quá. Ở tới đây giống như là khu chợ đó, đông đông á, đỡ buồn ha. Ở đây dọc dọc hai bên đường người ta bán cá, rồi bán thịt, bán cá khô rồi nhiều ghê. Ở đây đa phần là những khu công nghiệp, tập trung cũng nhiều công nhân.
Nhưng mà ngày nay thì các khu công nghiệp cũng tương đối là ít đơn hàng, nên ra công nhân ít có tăng ca, nên người ta cũng tìm những công việc khác người ta làm. Chứ nhận lương cơ bản không thì không đủ xoay sở. Có người ta về quê, có người thì chọn việc khác, công ty khác. Có người thì ở nhà buôn bán. Thời buổi suy thoái có khi đó là cơ hội ha. Cơ hội để vượt qua những cái khó khăn, tự bươn chải. Ở tới đây đường lớn rồi nè. Ở đường chỗ này mới vừa làm lại đẹp hơn luôn. Ở đây là ngay giao lộ Lê Văn Lương với lại Nguyễn Bình. Rồi ông ta đi thẳng lên kia thử. Từ lúc đường mới làm nên tôi cũng chưa có đi thử trên có như thế nào. Ở đây nếu mà quẹo phải là đi về quận 7 nè. Còn quẹo trái là đi về Long An luôn. Rạch tôm, rạch dơi, rạch dừa đồ đó ha. Bên đây như là trung tâm văn hóa hay gì, lớn ghê. Ở trung tâm văn hóa xã Nhân Đức, đúng rồi. Họ có cà phê Giỏng, cà phê Thanh Niên. Hồi xưa đường này sao quên người ta, tự nhiên giờ đi cái quên. Giờ đường lớn không thoáng rồi. Đường lớn nhưng mà nhà thì ít. Đường này đi tới cuối là tới đảo Sư Tích luôn mà. Rồi đi con đường này thấy giống như là đi ngang con đường ở Cần Giờ đó ta. Như là hai bên đường trống trải vắng que. Đây có cái ao, người ta ra đây câu cá. Đây có khu xóm nuôi bò quá trời luôn nè. Đang chạy bò. Đây cho người ta nuôi cá kiểu như cá ba sa đồ ha. Đó. Coi cá ăn mà. Đó, cá ba sa. Ồ xa quá không thấy. Ta ở đây ta nuôi cá nè. Nuôi cá này cho ăn nhiều đồ ăn lắm ha. Mà nhìn cái miệng của nó là thấy hết hồn. Ngớp một cái là biết bao nhiêu đồ ăn. Ở quán đặc sản dê núi. Nhà này kính cửa cao tường dữ. Ồ, đây đi vô giống như đi vô rừng luôn nè. Ồ,
đất đai rộng ghê chưa, mà không biết thuộc dự án nào hay chưa. Ở đây ta nuôi nuôi cá được không à, nuôi cá nuôi tôm được không à. Nuôi cá là chính á. Người ta thu hoạch rồi nè. Cá ba sa quá trời luôn. Ồ, đi cái hướng này nắng quá xỉu luôn. Đường này vắng rồi ra chạy thoải mái luôn. Ở đây vẫn còn những cái ở này chắc dự án khác hay là nhà người ta vậy đó, người ta chừng dừng tôn lại. Đường thì cũng hoàn thành rồi ha, đường thông thoáng, chạy xe thoải mái. Và con đường Nguyễn Bình ngày nay nhìn nó đẹp quá ha. Nhưng mà dân cư thì đông đông chút nữa thì mới vui được. Thôi nhà ở đây là chỉ có nuôi tôm nuôi cá thôi, buồn. Chắc đôi khi người ta ở đây người ta chỉ để canh tác thôi, chứ ở là chắc ở khu khác à. Ít nhà ở đây thiệt. Chạy một đoạn mới có một căn nhà. Cái gì nhà này để bản nhà lấn chiếm gì trời. Nhà người ta bự vậy mà lấn chiếm gì. Không biết đất ở đây là đất, chắc đất nông nghiệp nên không có được xây á. Có mấy nhà nè, nó như vậy nè, chỉ là những cái tấm tấm tranh che lại thôi, hoặc là tấm tôn thôi. Cái này lớn á, ôi giờ anh không mua cho anh, bạn nhớ hết luôn. Giờ này mở ca cổ nghe trời nó có não nề. Wow, ở đây có cầu gì đấy, đã gì. Toàn bụi kìa, kinh hồn. Đây đang làm cầu gì ta? Hôm nay tôi quên cái đoạn này lúc trước nó làm sao luôn á. Ở đây thuộc xã Phước Lộc nè. Họ ra đây đào sư tích. Chúng ta quẹo phải là ra Lê Văn Lương. Ủa cầu này đâu ta? À, dự án chắc là dự án đường đường cao tốc hả? Thank you.
cuối đường này có một khu chợ ven đường, đường Lê Văn Lương. Buổi chiều đi vòng vòng những con đường này cảm thấy nó lằng lẽo ha. Rồi thôi, chắc cái video clip hôm nay tạm dừng vài ảnh dọc theo con đường Nguyễn Bình, chia sẻ anh chị các bạn. Hy vọng thông qua hình ảnh này thì mình cũng hình dung được khu nhà bè ngày nay nó ra sao. Một lần nữa Brand TV xin kính chúc tất cả của anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.